Thưa quý vị và bà con, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, sức ép từ đảm bảo an ninh lương thực do tăng dân số, nhu cầu thị trường thay đổi theo hướng yêu cầu ngày càng cao hơn đối với nông sản, thực phẩm, không chỉ về sản lượng mà còn về chất lượng, dinh dưỡng, an toàn, tốt cho sức khỏe, thì việc phát triển nông nghiệp thông minh 4.0 được xem là một giải pháp cấp bách để giải quyết những vấn đề này. Xác định việc sản xuất nông nghiệp thông minh 4.0 là xu hướng tất yếu trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Từ năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đã tiên phong thực hiện chương trình phát triển về nông nghiệp thông minh với quy mô lớn trên địa bàn. Đầu tư các cái đề tài nghiên cứu học mang tính về cái dài hạn và đồng thời hỗ trợ về các cái thiết bị nông nghiệp thông minh cho các doanh nghiệp để mà tiếp cận nông nghiệp thông minh. Vấn đề thứ ba đó là thực hiện cái vấn đề hỗ trợ lãi suất cho một số cái đề án khởi nghiệp về nông nghiệp thông minh. Đà Lạt Hass Farm là công ty tiên phong trong phát triển nghề trồng hoa chuyên nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, hoa được trồng trong nhà kính theo tiêu chuẩn châu Âu. Mỗi thiết bị trong nhà kính đều được kết nối với máy tính qua Internet. Chúng tôi đã tạo ra những cái môi trường nhân tạo phù hợp với từng loại hoa nhập khẩu của chúng tôi. Và điều đó đã giúp cho chúng tôi về nâng cao về chất lượng, về sản lượng, hạ được giá thành sản phẩm. Còn đây là trang trại rộng 11.000 m², trồng hơn 30 loại rau, củ, quả, được sản xuất theo quy trình ứng dụng nông nghiệp thông minh 4.0 của Hợp tác xã Sun Foods Đà Lạt. Tại đây, tất cả các công đoạn đều được tự động hóa, giúp cho việc chăm sóc các loại rau, củ, quả tại trang trại được thuận lợi và chính xác hơn, qua đó giảm chi phí, nhân công và tăng năng suất rõ rệt. Thì cái hệ thống này ấy, thì cái người lập trình, người ta chỉ lập trình một lần, nguyên tắc nó lập trình và nhớ. Nhìn chung á, cái hệ thống tưới phân nó là một cái nó mang lại cái thuận tiện, tiết kiệm về nhân lực, tiết kiệm về phân bón. Hơn nữa là cái cuối cùng nó mang lại là cái năng suất và cái chất lượng sản phẩm đi đôi với nhau. Những doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng đang từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống như lâu nay. Không chỉ đạt mục tiêu tạo ra nông sản sạch mà còn giải phóng sức lao động cho con người. Qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.